Đấy, thì em sẽ sử dụng cái này, này ghép cặp này. Nếu mà phân phối chuẩn thì em sử dụng là PTT, tức là TT ghép cặp. Được chưa? Nếu mà trong trường hợp... Thì có hỏi là... Thầy cho em hỏi nếu kết quả của P đó hiện thị là 0 ,0000 thì có đúng và được sử dụng không? Thì cái việc này là chuyện bình thường nha em nhé. Đấy. khi nó chạy ra là nhỏ hơn 0,0000 có nghĩa là nó rất nhỏ nó rất nhỏ và nó có nghĩa là gì nhỏ hơn 0,05 rồi và cái này nếu mà bạn nào học cái lớp phân tích số liệu của tôi ấy, thì tôi nói là gì những cái trường hợp như vậy thì mình sẽ quy ra là gì quy ra là nhỏ hơn 0,01 đúng không đấy. khi mà mình trình bày kết quả thì mình sẽ quy ra là nhỏ hơn 0,01 thì cái đấy nó là cái này nó đang là là chuẩn mực quốc tế thì nó như vậy thế còn một số các cái một số các cái thầy cô khác hướng dẫn khác như thế nào để chúng ta theo nhưng mà theo quốc tế thì nó như này đấy, nếu mà không 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 rất là nhỏ thì mình sẽ quy ra là gì không phải không hay chúng ta hiểu cái khác là gì là nếu mà cái giá trị đấy nó cứ nhỏ hơn không 01 thì mình sẽ quy hết ra là gì là nhỏ hơn không 01 nói nó hơi lòng hoàng tí nhưng mà, nhưng mà bạn nào mà học cái lớp phân tích số liệu thì sẽ cảm thấy rất là rõ về cái điều đấy em nhớ học là ví dụ em mã hóa một là trung cấp hai là cao đẳng ba là đại học bốn là sai đại học thì em nhóm vào hai nhóm rất dễ nhưng nhưng do khi nhập liệu chưa mã hóa mà chỉ ghi trung học và sau đại học vậy làm cách nào để ra được hai nhóm là trung cấp và cao đẳng vào một ôi giờ ơi phương hôm vừa rồi có học cái lớp tạo bộ nhập liệu không nhỉ có học lớp tạo bộ nhập liệu không nhỉ? cái đấy thì sẽ dạy ở trong cái lớp tạo bộ nhập liệu nhá chứ còn khi mà cái số liệu nó đã nát như này rồi thì là em sẽ cần phải cái kỹ, em phải sử dụng cái kỹ năng, em phải sử dụng cái kỹ năng của phân tích số liệu ấy. mình sử dụng cái kỹ năng của phân tích số liệu để mình mình chuyển thôi, mình recode nó lại thôi. thế còn à, thế còn cái này em chưa mã, em chưa mã mà nó vẫn ở dạng chữ à? à. Thế nó ở dạng chữ thì lúc đấy mình sẽ phải ấy thôi, mình 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 chọn theo chữ rồi nếu nó nhận được thì ok. Thế còn không ấy, có một cách thông minh hơn đấy là em sử dụng Excel ấy. Em dùng dùng Excel xong em sót nó em sót nó lại. Thế sau đó thì mình mình những cái giá trị đấy thì mình 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 quy nó ra sang cái cái cột bên cạnh ấy để mình số hóa nó. Cái tư duy về số hóa ấy, nhớ chưa nhỉ? Tư duy về số hóa đấy. Đấy, thì em dùng số hóa đấy để em em làm lại cái này em lại làm lại cái bộ số liệu này sau đó mẹ em đưa vào SPSS em phân tích thì nó sẽ ok hiểu chưa hả Phương Phương bạn Phương này rất chăm học thầy cho em hỏi test nào được sử dụng để so sánh hiệu quả trước sau can thiệp <laughs> thực ra không chứ cái test ấy anh em lưu ý này cái test và cái hiệu quả là hai thứ khác nhau thế nhưng mà cái mà em đang hỏi đây là gì cái test nào để so sánh cái giá trị trước can thiệp và sau can thiệp thì mới đúng chứ còn test thì không giúp cho em hiểu về hiệu quả đâu nhé hiệu quả giả sử như là các bạn một số bạn mà học cái lớp mà nghiên cứu khoa học tôi ấy, thì tôi hay phân tích là cái từ hiệu quả nó là là cái từ là 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 một cái câu chữ tức là chữ là chữ hiệu mới chữ quả đó chữ quả là chính là cái phần gọi là kết quả đấy chính là cái biến ao căm của mình đấy thế còn hiệu là gì hiệu là mình phải lấy cái nọ trừ đi cái kia đấy, tức là mình khi mà mình muốn đánh giá về hiệu quả thì mình sẽ cần phải có nhóm can thiệp và nhóm đối chứng. Thế sau đó mình đo lường ở trên nhóm can thiệp và đo lường ở trên nhóm đối chứng. Mình lấy hai cái kết quả đấy mình trừ đi nhau thì nó mới ra hiệu quả. Hiểu không nhỉ em nhỉ? Thế còn cái mà em đang hỏi đây này, test để so sánh trước sau thì quay lại cái chỗ này nhá. Phương nói thế hiểu không nhỉ? Hiểu không? Hiểu không? Hiểu không? Đây. Nếu mà giả sử như em muốn so sánh trước sau nhá. trước sau nhá mà nếu cái các biến outcome của em ấy nó là biến định lượng nhá. thì em sẽ sử dụng cái này, này ghép cặp này. Nếu mà phân phối chuẩn thì em sử dụng là p t tức là t ghép cặp. Được chưa? Nếu mà trong trường hợp phân phối không chuẩn thì em sử dụng là nguyên cô sông saranch test, được chưa? Lệnh ở trong SPSS thì tôi đã thì tôi đã chỉ rồi. Thì tí nữa lên YouTube xem lại cái video này đến cái đoạn mà các cái lệnh ở trên SPSS ấy, thì có thể tìm lại các các cái lệnh đấy nhá. Rồi, nếu mà phân phối và nếu mà là biến định tính nhá biến định tính đây thì em sử dụng cái Magnema này so sánh trước sau tỷ lệ thấy chưa đấy, thì đấy là cái câu trả lời cho em <laughs> Xin chúc mừng bạn đã xem hết video này cùng với Vũ Duy Kiên. Để không bỏ lỡ các video tiếp theo, hãy đăng ký vào nút hình tròn ở giữa màn hình hoặc có thể xem các video tiếp theo ở phía bên tay trái hoặc bên tay phải hẹn gặp lại bạn ở trong các video tiếp theo của tôi